8, 19, 20 con lợn. Hôm nay mà lại gặp quân đi chơi lớn không ạ? À. Đó là làm chưa giới lục cả quần. Vâng, quần, không phải không? À, bên chuồng lợn đây thì bọn này nó hơi nhỏ, chưa bán được. Nhưng mà bọn kia kìa, hơn 1 tạ con rồi mà bố mình không chịu bán đi. Thì cứ bảo đợi giá cao ấy. Nhưng mà lợn càng ngày càng xuống rồi, mình theo nghiên cứu thiên văn địa lý ấy, thì giá lợn càng ngày càng xuống. Thế nên là hôm nay anh em mình quyết định thay mặt bố mình bán lợn. Hả? Vượt trước rồi. Ừ. Thay mặt bố anh. Sẽ bán lợn hộ bố mình. Tại vì bố mình không chịu bán, quyết định nuôi đến tại giữa anh mình bán. Lúc đấy là mình thông qua toán học lại tính ra là tiền cám với tiền công là lỗ rất là nhiều. Thế nên là... Hả? Ờ thế. Thế nên là nhân lúc hôm nay bố mình đi vắng thì mình thay mặt mẹ mình bán số lợn này đi. 2, 4, 5 con này. À, tí nữa lấy tiền để... Thấy ăn. Đúng vậy. Cái gì? Lấy tiền để thay mặt. Không, cái mông cho kể lớn mẩy à? Lớn mẩy thì em bán hộ. Tao mới là bán người bán hộ. Thì em bán cung phải cho em 2 triệu chứ. 20, lấy không? 2 triệu 200. Ok. Nhanh đấy. Không làm mà vẫn có 200 còn gì nữa. Hôm nay mình quyết định thay mặt bố mình để bán lợn lấy tiền đưa cho mẹ mình. Để xem về bố mình có phản ứng gì không nha mọi người nhé. Tại vì nếu mà không bán cái đống này đi ấy, là nó sẽ bị lỗ. Lợn bây giờ có giá có hơn 50 thôi, giá lợn hơi đấy. Thế nên là phải bán gấp. Tình hình cứ dịch bệnh như thế này thì càng ngày lợn càng xuống thôi. Bây giờ mình ngồi đây nha để các bạn gọi lái buôn đến. Em ngồi đây nha, bố anh về, bố anh cho em một cái bán lỏ cho em. Ngồi đây, bố tao hôm nay đi kia rồi thì ăn dỗ thôi. Ok. Không đấy đâu. Thì anh dỗ tại Covid mà ít người thế nên là bố mình đi cả ngày. Yes. Ừ. Không phải như lần trước ấy. Không, nhưng mà bây giờ phải tính xem là bán bao nhiêu một cuốn. Lợn này á? Lợn này. Thôi. Bán 2 triệu một con à? 3 triệu à? Điên à? Bây giờ phải tính. Lợn tầm này là phải được khoảng tầm 1 tạ rồi, tạ 1 tạ đến tạ 1. Mà tạ coi như 4 triệu, 5 triệu đi. Giá hơn 50 để mình xem giá lợn hơi đã. Không biết giá. Không, mình cứ ra cái bộ xem giá lợn hơi bao nhiêu. Giá lợn. Lợn hôm nay. Mẹ của bạn. Rồi. Giá hơi, giá heo hơi. Tại Hưng Yên, Yên Bái tăng nhẹ 1.000 đồng, đưa giá heo hơi lên khoảng 56 đến 59.000 đồng 1 kg. À, thế thì vậy là mỗi con được có 500.000. Điên ạ. 50, thưa mình cứ tính giá trung bình là 55 đi. Tạ là 5 triệu rưỡi một con ấy. 5 con này thôi cứ tùm 25 triệu. 25 triệu 200. Cho anh 5 triệu. Cho em 5 triệu còn đồ 2 triệu 200. Ok, bán được. Với cái giá này là bán được mọi người ạ. Theo mình tính thiên văn điện. 5 triệu 200. Đấy, thiên văn địa lý ấy, nếu mà không bán là sẽ lỗ. Nên là sẽ quyết định bán để đưa tiền cho mẹ mình. Chứ bố mình là, thật ra là cứ quyết định nuôi để tốn cán nhỉ. Ở đây nhá, để anh đi. Bây giờ mình sẽ gọi lái. Đi gọi lái buôn. Đấy chú ơi, tình hình bây giờ là 5 con này thì vừa như thế nào? 5 con đây đi. Vâng. Ui. Làm được 2 cái rồi. Vâng. Có mấy
con đây thì chả để xem tính như là bao nhiêu cân con thì tính luôn mẹ đi nhanh thì theo lợn này thì anh biết bắt suất cho mình thì chú biết đấy, kiểu này có lứa nào mà lứa anh không bắt ở đây đẹp thì anh mua đẹp, xấu thì anh mua xấu. Tính giá 55 à mà không bây giờ 55 thì bắt được rồi. Thế thì bây giờ bán tù ngủ thì không phải cân một con này, bây giờ tính tù ngủ bình bao nhiêu cân một con? Tạ bà không, hai con này phải tạ 6 không được tạ bà. Thế tính bao nhiêu? Này, chắc là tầm tạ lẻ thôi. Tạ lẻ á? Ừ, chắc là tầm hết cân thì tầm 100 cân gì đấy. 100 cân phải cân. Thế thì không phải cân, cứ tính tung 100 cân. 100 cân một con. Một con, 5 con. Nhân với cái giá. Giá là bao nhiêu chú? 100 cân. Nhân với cái giá chú rồi này bắt được 54. 105 nhân 5. Bằng 5.670.000 một con. Một con tổng ra là 28.350.000. Chưa nhân cho lên thì nó mới làm. Ok thì tầm 5.650.000 của con thì đấy, đúng rồi, nhiều toàn rồi, vân 6.50 nhân 5. Vâng, ok luôn. Để ra con mỗi con 1.000.000 nhé. Không, ra hàng mỗi con 50 thôi. Cái này nó nhẹ thôi, nó bị rơi.
giờ hiện đại bắt lợn không phải lôi chân như ngày xưa. Mua bán nhà mình nhanh lắm. Gọn. À, 5 con là nhân với 5650 28.250.000 thì bớt cho anh 250.000. Ôi giời sầu sành quá. Chứ mua bán là phải nhanh. Đây là 28 triệu này. Đây là 8 triệu. 8 triệu. Đây là 10 triệu. Đây là 10 triệu là 20 triệu này. 28 triệu. Ok. Đấy. Nhớ cái gì? Tổng là 5 con. 5 con nhân với lại nếu mà là 105 cân rồi phải nhân lại xem nào. 105 nhân 5 con. Này. Cái gì? Này. Cái gì? Rồi ra chủ đích. Cái này của em. Sao lại của em? Cái này em làm rồi. Này. Bỏ ra. Cái này em làm rồi. Tiền nào mình làm rồi? Đây. Anh cứ chủ nhá. Không à. Thế bỏ ra. Tiền rơi từ đây. Nào tuyệt thật. Im. Đây nha. 28 triệu. Cho mày lỗ 100 à? Cho mày 200 nghìn. Dạ. Anh đã được nhá. Để tao nhân lại xem còn thiếu tiền nó còn đuổi theo còn kịp. 5 con này, nhân này. Giá lại 100 rồi. Giá 54 105 cân 105 nhân với lại ấy đó, từ từ. Đây. Đi nhá, im để tính nhân này. 5 con 105 cân 5 nhân 105 525 cân nhân với giá 54. 28 triệu 350. Ô, sao lúc nãy lại tính ra 28 triệu 250 nhỉ? Nhưng mà anh giả em 100 em làm rồi. Im. Anh tính thử xem. Mình ra hàng cho 250.000 là còn 28 triệu. Lỗ mất 100. Mà thôi được. Thế là ổn. Bây giờ nhá. Mày 200. Tao 200. Nhưng cái 100 này, của em. Này công bán lượng 200. Tao 200. Còn đây là của mẹ tao tất. Nhưng mà công em đuổi lợn. Đấy. Đây này em trông lợn. Còn công đuổi lợn nữa cơ. Công trông lợn 100, công đuổi lợn 100. Nhưng mà 100 em làm rơi. Thì em không có nào... công mà. Hả? 100 nào mày cứ mày làm rơi. Anh cứ tính em. Tính cái gì? Trả đây, chứ còn thế. Bán lợn. Sao bán lợn của bố mẹ? Lợn đến con hôm trước con bảo bán đi thì chả bán. Bán thì có bố mẹ nhà mình bán thì bây ở nhà thì bán trộm. Bán trộm đâu? Bố. Thế thì không có ai nhà chả là bán trộm à? Không, bán thì đấy tiền đây, trộm đâu, trộm thì phải lấy tiền chứ. Mà thế là bán được bao nhiêu tiền đây? 28 triệu. 28 triệu thì còn 27.6 triệu. Sao lại thế? Thì... bớt được à? Bớt cho người ta 250. Thì còn đây là 27.600.000. 27.600.000 thì lợn đến đấy thì bán. Thì con thương bố thương mẹ thì con mới phải bán bớt đi đỡ phải nuôi. Nuôi đầy chuột kìa. Nhưng mà để bố mẹ về bán chứ. Để bố mẹ bán đâu. Cứ để nuôi. Nuôi vừa thứ nhất to nhá. Tốn cám đúng không? Cám mà bây giờ lợn càng ngày càng rẻ con bán được giá 54 đấy. Phải điện cho bố mẹ chứ. Bố mẹ điện lại cũng không phải bán đâu, giá đợi giá nó lên không lên được đâu. Lỗ giá lên 60 mới bán thì bán 60 thì chuẩn bị xuống 4 mấy rồi. Xuống 4 mấy rồi đây đấy 28 triệu đấy này thì bà cất đi đấy. Ở nhà thì bán trộm lợn. Thôi đừng bảo bố còn bán trộm về bảo mẹ bảo mẹ bán này. Bố mà chửi tao chết, bán lợn không hỏi bố chửi chết thì bảo là người ta bảo một con sắp chết rồi bán gấp. Được rồi lên đấy có tiền thì cười ngay. Bán ông hỏi nhá, ông cứ thấy tiền là ông cười ngay. Anh chơi đang chết một con đang bán đấy. Cứ bảo đang bao đệ nữa ở nhà cùng nhau đi bán lợn trộm. Cứ
bảo bố là một con nó thần chết. Tôi mới gọi lái buôn lên tôi bán bọc rồi. Bán mẹ ở nhà có việc gì đâu, cứ mày ở nhà như mày. Thì mẹ phải lừa bố như thế chứ. Thì con phải đổi cho mẹ bán chứ. Thì không đổi thế thì bố có bán được, bố định nuôi lên tạ rưỡi. Thì bây giờ tạ rưỡi nhá, mỗi con ăn hết mấy bao cám nữa thì lại mất 40 triệu đi. Chục triệu đi lại hết Covid lợn nó đắt. Hết Covid ăn. Hết Covid thì mấy đàn lợn này cũng lớn, thịt ra lò mổ hết rồi. Rồi ạ, đi làm nửa ngày về bán tất cả lợn. Thế được rồi.